Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Hôm nay Hưng Trí xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con Amly có model là Denon PMA 2000RE. Đây là dòng đời cao nhất và là dòng đời cuối cùng của series model 2000 nha các bạn. Như các bạn đã biết thì dòng Denon series 2000 rất được các anh em audio chơi và đánh giá rất cao chất âm. Trong đó cái series 2000 sẽ có hai dòng đời, một dòng đời mặt vàng và một dòng đời mặt trắng, ánh tí hồng nha các bạn. Các bạn nhìn nghiêng là thấy nó hơi hồng nè. Máy về tình trạng nguyên zin nguyên bản, tất cả mặt nấm chữ nghĩa là như mới, không vết trầy xước nghe các bạn, không vết mũi đốt luôn. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo. Như hồi nãy mình có giới thiệu series 2000 mặt vàng thì có 4 đời, đó là Denon 2000, 2000 2 la mã, 3 la mã và 4 la mã. Sau đó Denon chuyển qua sản xuất dòng mặt trắng pha ánh hồng. Trong đó là có 3 model, đó là Denon 2000 AE, 2000 SE và 2000 RE. 2000 RE là dòng cuối cùng made in Japan, điện 100V và công suất là khủng nhất trong những dòng Denon. Đó là công suất lên đến 360W. Dòng đời mặt trắng á, thì riêng cái dòng 2000 AE á, thì sẽ có 2 dòng đời. Một dòng đời sản xuất cho thị trường nội địa Nhật, điện 100V, và một dòng đời sản xuất cho thị trường châu Âu là 230V. Còn riêng dòng Denon 20SE đó, 2000SE đó các bạn, sản xuất cho thị trường nội địa Nhật điện 100V, khi xuất cho thị trường châu Âu thì lấy tên là Denon 2010AE. Còn riêng con Denon PMA 2000RE sản xuất cho thị trường nội địa Nhật điện 100V, khi xuất qua thị trường châu Âu thì lấy tên là Denon 2020AE nghe các bạn. Mình cũng sơ lược thêm cho các bạn hình dung được. Dòng này được sản xuất vào năm 2012, kéo dài cho tới năm 2016 nghe các bạn, với giá 198.000 yên. Kích thước rất là to lớn nghe các bạn, với chiều ngang là size chuẩn Denon là 43,4cm, cao 18,1cm và hậu sâu là 43,5cm và máy nặng 24,4kg. Đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trực kháng từ 44-16 ohm. Nếu loa của các bạn có trực kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 80W. Nếu loa của các bạn có trực kháng 4 ohm thì công suất ra là 160W một loa, tương đối lớn. Nên các bạn có thể ghép những dòng loa có bass từ 30 thậm chí 40cm, độ lại đã rất tốt. Lưu ý là các bạn nên ghép những dòng loa có niên đại từ năm 1990 trở về sau thì thể hiện rất tốt. Đặc biệt là những dòng loa cột châu Âu, những dòng Bookshelf, những dòng Jibber, JBL, Pioneer, Dayton, Infinity, Sertifica, tất cả dòng loa Mỹ, loa châu Âu, loa cột đều đánh tương đối rất tốt. Chất âm của dòng 2000RE đó thì bass rất uy lực nha các bạn. Âm thanh chi tiết, tách bạch, đặc trưng của dòng Denon nhà nòi nha các bạn. Vì là dòng cuối cùng nên được rất được chăm chút các chi tiết nội thất ở trong. Sau khi mà kết thúc cái đời Denon 2000RE này đó, vào năm 2015 đó, thì Denon tiếp tục ra một siêu phẩm, đó là Denon 2500RE ha, tiếp nối những thành công những dòng Denon mặt trắng. Sau đây mình quay vào nội thất cho các bạn xem. Dòng này đặc biệt nó tích hợp thêm cái mặt Ultra High Current Mode, mode viết tắt là MOSFET, và dòng này cũng chạy 4 sò MOSFET nghe các bạn. Vì vậy cái dòng này chịu đòn rất cao nên các bạn có thể mua về vừa nghe nhạc, vừa có thể gắn vang số, vang cơ lọc xì để hát ok rất tốt. Sau đây mình quay mặt nội thất cho bạn xem. Nhìn vào là bạn thấy hai tăng phô nè. Đó, một Denon có chữ Denon Audio ha, rất là đen luôn, rất là mới. Ở dưới hai miếng đồng là vàng thau luôn. Đặc trưng của dòng RE là các bạn nhìn hai bên này là màu xanh nghe bạn, hai khứ màu xanh. Rất đặc trưng luôn. Sườn sắt ở dưới là như mới, không có dấu hiệu là nghỉ sét hay là rôm sảy, dù trải qua thời gian ngóc ngách. Con này nói chung là như mới nè các bạn, rất đẹp luôn. Hai tạng giải nhiệt đen mung luôn. Đây là hai tụ lọc nguồn cung cấp điện cho toàn bộ máy, có chữ Denon rất to này các bạn. Để mình quay cận cảnh cho các bạn xem thông tin luôn. Đó, 71V 12.000 mF. Tụ này cũng là 71V và 12.000 mF, hai tụ giống nhau nghe các bạn. Bo mạch công suất V phải tương ứng với là có hai sò MOSFET như mới nè các bạn, nhìn nè, rất đẹp luôn. Đó, sò nằm trong đây nè các bạn. Rồi bên trái các bạn nhìn bo mạch công suất V
ghế trái cũng còn như mới luôn, tương ứng 2 sò, tổng cộng là máy này chạy 4 sò MOSFET. Bom mạch tín hiệu đầu ra có một tăng phô phụ này các bạn nhìn này, như mới luôn ha, không có điểm chê luôn các bạn. Đẹp. Bom mạch tín hiệu đầu vào này các bạn, rất đẹp luôn. Đây bom mạch tín hiệu phần rề các bạn, nằm trong hộp này. Rồi sau đây mình quay tổng thể xung quanh. Cạnh bên trái là như mới, không trầy xước nghe các bạn, không dấu hiệu trầy xước cứng móp nghe các bạn. Cạnh là còn nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc nghe các bạn. Máy bán ra mình bao zin tuyệt đối. Rồi bên trái, bên phải cũng là rất đẹp, không trầy xước nghe các bạn. Máy mình về bao gồm một sợi dây nguồn zin và một cái khiển zin. Có model là RC1138, khiển nhôm cầm rất chắc tay nghe các bạn. Cái này khiển vừa có chức năng là chỉnh volume nè. Đó. Vừa có chức năng chuyển ngõ nghe các bạn. À, các bạn có thể sử dụng cái này sử dụng chung cho những đầu CD luôn. Đây. Những đầu CD đàn ông là các bạn sử dụng được luôn, nhất là những đầu CD có dạy mã ha. Thì nó có cái ngõ suột này các bạn chuyển dạy mã luôn, cũng rất thật phần tiện. Nắp là sơn zin nghe các bạn, rất đẹp luôn các bạn, không trầy xước luôn. Sau đây mình quay mặt sau cho các bạn xem. Để mình rút ra các bạn, dây hơi ngắn. Đó, các bạn nhìn tổng thể mặt sau nè, còn rất mới như mới luôn các bạn thấy không. Tất cả các sắc nè, không có điểm chê, không có dấu hiệu gắm rút. MMMC cartridge dành cho đĩa than, phono, CD tuner, AUX network. Rồi recorder 1, recorder 2 là không có dấu hiệu gắm rút như mới luôn. Các đường re-out và power arm direct cũng không có hiệu cấm rút ha. Cái này rất là vàng, cái máy dòng này là những cái điểm này là tất cả đều được mạ đồng hết nha các bạn. Đó, đường real thì các bạn thì gắn súp hoặc các bạn gắn một cái âm ly hoặc một cục đẩy, thì đó âm ly này giống mũi rề. Đường power arm direct là khi các bạn đưa tín hiệu vào đây thì khi đó âm ly này giống cục đẩy công suất ha. Đây, ngoài ra nó có hai đường recorder 1, recorder 2. À, đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 4-16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp, loa có trở kháng từ 8-16 ohm. Nếu các bạn đánh bi-wiring, cho là ghép những cặp loa dòng loa đời mới có hai cầu trên cầu dưới thì phù hợp, loa có trở kháng từ 4-16 ohm. Thông tin là Denon Interray Amplifier ha, model PMA2000RE, IC 100V và 360W, made in Japan ha. Ở đây số series là 0323, sản xuất được vào năm 2012 này các bạn. Đây này các bạn. À, còn em à, cọc loa cũng còn rất vàng rất mới nghe bạn. Ở đây có một IC OLED cho bạn thao hồ cắm rút các nguồn phát phụ với total là 340W cho bạn à, những đầu CD lọc xì, những vang số sub đồ các bạn thì gắn vào đây luôn, rất tốt. Tổng thể mặt sau là còn như mới luôn, không có điểm chì. Đây tổng thể các bạn nhìn này, rất đẹp luôn. Sườn sắt là con này là không có điểm chê nghe bạn. Đợt này về mình những cái hàng đấu giá về zin đẹp xuất sắc mình bán ra với giá cũng tương đối rất tốt nghe các bạn. Đó, mình không cam kết với các bạn là tất cả máy bán ra nguyên bản và hoạt động hoàn hảo. Mình vẫn bảo hành 3 tháng cho các bạn, nên các bạn an tâm mua về nghe trưng bày đều tốt. Rồi sau đây mình test các chức năng mặt trước cho các bạn xem. Để mình gắn ngõ vào lại. Các bạn nhìn cái những cọc nó rất là mới luôn các bạn. Rất mới mà bóng luôn. Dòng này các phù hợp với đa thể loại nhạc nghe các bạn. Các bạn có thể nghe nhạc trữ tình như bolero, nhạc vàng, acoustic, country đều tốt. Bên cạnh đó các bạn có thể nghe những dòng nhạc tiết tấu nhanh, remix, rap, rock và đều thì rất tốt nghe bạn. Đó, tất cả các cạnh các bạn nhìn như mới, không có tì vết luôn nghe bạn, đẹp xuất sắc luôn à. Rồi sau đây mình test các chức năng mặt trước cho các bạn xem. Ở đây volume là các bạn có thể sử dụng bằng khiển ha, khiển zin theo máy hoặc là các bạn có thể chỉnh tăng. À. Đây ngõ vào này bạn, CD tuner AUX network là bên tay phải nghe các bạn. Rồi bên cạnh đó là các bạn có thể là xoay vòng vòng luôn, recorder 2, recorder 1, phono là đĩa than. Mình đang kết nối ngõ CD. À, các bạn có thể chỉnh khiển hoặc tay ha. Bass này bạn.
rất uy lực mạnh mẽ. Dạ. Trap mà. Rất len ken mà thôi. Ba lăng. Phải. Trái, rất cân bằng. Power Amplified Red là khi các bạn kết nối đường Power Amplified Red đằng sau, khi đó âm linh này giống như cục đại công suất nha các bạn. Hồi nãy mình có giới thiệu đó, các bạn có thể gắn vang số, vang cơ lọc xì, hát ok. Khi đó âm linh này không qua phần rề này, vì vậy công suất phát ra rất lớn nha các bạn. Các bạn dùng để hát ok rất là mạnh mẽ các bạn. Sụt direct là không chỉnh bass trap ba lăng được nha bạn. Này volume cũng cầm rất chắc tay. Dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều đẹp nha các bạn. Đặc biệt là những dòng RE này, đặc biệt những con là 2000 RE này trên thị trường rất hiếm nha bạn. Đấu giá về cũng giá rất là cao, nhưng mà giá mình bán ra mình vẫn cam kết với các bạn là giá rất tốt nha các bạn. Rồi, sau đây mời các bạn nghe một đoạn về chất âm con The Nong 2000 RE. Bài thanh ca đó còn nhớ không? Sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, ngọt môi hôn dưới tháp chuông đồng, cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao xa, xin cho đôi mình suốt đời. Trong đêm lành bài ca Thiên Chúa khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng, ôi dòng hát em mình tới bao rồi. Mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đâu ai nhớ dài lâu, rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua ngủ giác bao bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, mấy nhiêu lần anh nhớ. Rồi, rất cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo con âm ly The Nong PMA 2000 RE. Máy mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản đẹp xuất sắc. Máy bán ra mình có cam kết nguyên zin nguyên bản và vẫn bảo hành 3 tháng, nên các bạn an tâm mua về nghe trưng bày sưu tầm. Dòng này có giá trị sưu tầm rất tốt vì là dòng đời cuối cùng của series 2000 nha các bạn. Và đặc biệt thêm là cái công suất nó rất khủng, rất lớn, 360W, nên các bạn có thể vừa sử dụng nghe nhạc, vừa có thể kết hợp với âm số hát ok trong không gian gia đình rất tốt, với giá chỉ là 24 triệu đồng. Giá này mình bao ship toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu gọi hoặc nhắn tin cho mình sẽ gửi chi tiết hình. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe, và mong các bạn hãy đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.